Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Mai sẽ chỉ cho các bạn 5 lý do tại sao các bạn nên kinh doanh bột phong thủy Anofa, nhất là những tháng cuối năm này nhé. Như các bạn đã biết thì bột phong thủy Anofa này được chiết xuất từ 24 loại thảo dược mang tính dương, nên các bạn yên tâm về vấn đề sức khỏe, không những giúp tăng cường hỗ trợ sức khỏe cho các bạn, lại còn giúp các bạn thanh tẩy năng lượng xấu, đuổi vía âm đi, giúp các bạn giải bùa ngải nhé. Nên thứ nhất là các bạn lý do thứ nhất các bạn nên kinh doanh bột phong thủy Anofa là cái bột phong thủy Anofa này đứng đầu về tâm linh, vì nó vừa giúp thanh tẩy năng lượng xấu, xua đuổi âm khí, giúp giải bùa ngải cho các bạn, thì lại còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho các bạn. Nên cái lý do đầu tiên là các bạn nên lựa chọn bột phong thủy Anofa để kinh doanh, đúng không ạ? Thứ hai là cái thị trường kinh doanh, cái tệp khách hàng của cái bột phong thủy Anofa này cực kỳ rộng lớn. Không những những bạn kinh doanh cần dùng đến bột phong thủy Anofa, và mà những cái người mà không kinh doanh nhưng mà họ quan tâm đến sức khỏe thì họ cũng cần đến bột phong thủy Anofa này. Vì cái bột phong thủy Anofa này nó được chiết xuất từ 24 loại thảo dược mang tính dương, nên nó hỗ trợ cho các bạn về những cái bạn về người bị xương khớp này, bệnh gút này, bệnh viêm xoang này, bệnh cột sống này, đối tượng thì này già cũng sử dụng được này, trẻ này, trẻ em này, những cái bạn mà đang mang bầu này cũng sử dụng được, nên thị trường của nó cực kỳ rộng lớn. Và những cái bạn kinh doanh ấy thì các bạn thường cuối năm ấy thì càng cần đẩy hàng tồn rồi giúp doanh số tăng ấy, thì lại càng cần sử dụng bột phong thủy Anofa này. Nên lý do thứ hai là các bạn lại càng cần sử dụng bột phong, lại càng cần đến bột phong thủy Anofa, đúng không ạ? Cái thứ ba là cái thời gian ý, tái mua ý, của cái bột phong thủy Anofa này cực lớn. Một hộp này thì nó chỉ có 40 cái gói này thôi, mà như Mai ý, thì một tháng ý, Mai phải dùng đến 5 cái hộp này, vì Mai vừa dùng để kinh doanh tốt này, để thu hút tài lộc này, Mai lại vừa dùng để hỗ trợ sức khỏe, giúp cho gia đình khỏe mạnh hơn này, dùng để Mai dùng để tắm cho cả gia đình này, rồi Mai dùng một cái hộp này với Mai ngâm với này 2 lít nước để Mai sử dụng, để Mai xoa bóp mỗi khi mà bị đau nhức này, đấy là cũng tăng cường hỗ trợ sức khỏe, rồi lại còn làm quà tặng nữa. Cuối năm này thì dùng làm quà tặng để cho những người thân yêu của mình. Đấy là lý do thứ hai, là cái thời gian tái mua của cái hộp phong thủy Anofa này rất ngắn. Ai mà cũng như Mai, thậm chí những cái có nhiều khách hàng ấy dùng để mua về để kinh doanh này, rồi những cái bạn mà kinh doanh bất động sản ấy, một tháng các bạn ấy sử dụng thì còn hơn cả 5 hộp ấy, chứ không phải là 5 hộp bột phong thủy Anofa này đâu. Và cái lý do thứ tư ấy, mà các bạn nên kinh doanh vào những tháng cuối năm này, là các bạn dùng cái bột phong thủy Anofa này để lau dọn nhà cửa này. Thì nhà nào cũng cuối năm rồi thì nhà nào cũng cần thanh tẩy những năng lượng xấu đi, không ạ? Lau dọn nhà cửa thì không ạ? Thì nhà nào cũng cần ít nhất là phải có một hộp bột phong thủy Anofa này để lau dọn nhà cửa, để thanh tẩy những cái năng lượng xấu, để tăng vượng khí cho một năm mới, đúng không ạ? Thì đấy là lý do thứ tư các bạn nên có hộp bột phong thủy Anofa trong nhà. Và lý do thứ năm mà các bạn nên kinh doanh bột phong thủy Anofa là các bạn kinh doanh
cái càng cuối năm ấy thì việc kinh doanh của các bạn lại càng cần phải muốn nó đẩy nhanh hơn đúng không ạ? Bán được nhiều hơn này, tăng doanh số này, thì các bạn cần có cột phong thủy alpha này để các bạn tăng doanh số. Và khi mà các bạn mua combo 5 hộp bột phong thủy alpha này thì các bạn đã được tính giá sỉ, nó chỉ mất 1 triệu, mua một hộp thì là 360.000, nhưng mà khi mà các bạn mua combo 5 hộp thì được tính giá sỉ là 1.250.000, và các bạn được tặng những cái khóa học về để nâng cao kiến thức về phong thủy cho các bạn, và các bạn được hỗ trợ về kiến thức để các bạn kinh doanh tốt hơn, ví dụ như quy trình ngàn đơn này, cuối năm thì các bạn cần phải ra nhiều đơn hơn đúng không, thì các bạn được tặng những cái quyển sách như thế này để giúp các bạn kinh doanh tốt hơn. Đấy này, 5 lý do tại sao các bạn nên kinh doanh bột phong thủy alpha, vào nhất là vào những cái dịp cuối năm này. Các bạn nào mà muốn kinh doanh này, hay là muốn mua bột phong thủy alpha thì hãy inbox cho Mai, hoặc là liên hệ với Mai theo số điện thoại là 0989 978 326. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé vào các video sau nha.